Vào chiều nay tại tỉnh Phú Yên, tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc trực tuyến với các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Khánh Hòa để kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh vốn giải ngân đầu tư công năm 2023. Dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh các địa phương phát huy tính chủ động và thẳng thắn chia sẻ những khó khăn để các bộ ngành, chính phủ tiếp tục tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 được chính phủ giao cho 13 tỉnh thành là gần 129.500 tỷ đồng. Đến nay, tổng số vốn giải ngân bình quân đạt 10,66%. Trong đó có 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của cả nước và 7 địa phương thấp hơn bình quân chung. Đối với Nghệ An, tổng vốn đầu tư công trong năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 9.033 tỷ đồng và đã phân bổ chi tiết đạt 97,88%. Tính đến ngày 10 tháng 4, tổng vốn giải ngân toàn tỉnh đạt 13,22%, xếp thứ 2 trên tổng số 13 tỉnh thành. Báo cáo với Tổ công tác của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trong chỉ đạo điều hành chung, Nghệ An đã thành lập các tổ công tác, phân công các phó chủ tịch, phụ trách và đôn đốc để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư đăng ký kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý, 10 ngày một lần Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp thông báo kết quả giải ngân. Một số tồn tại đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề cập đến, đó là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và bố trí tái định cư, cơ chế xác định giá đất, trình tự thủ tục kéo dài và phải trải qua nhiều bước, năng lực tổ chức thực hiện của nhiều địa phương miền núi còn hạn chế. Ngoài trách nhiệm của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đề xuất một số nội dung để Chính phủ và các bộ ngành trung ương kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đó là cho phép điều hòa linh hoạt vốn giữa chương trình phục hồi và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo hướng kéo dài thời gian triển khai chương trình sang năm 2024. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn để tỉnh triển khai các bước tiếp theo, kịp hoàn thành các dự án trong giai đoạn 2021-2025, cho phép kéo dài vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023 để các địa phương kịp thực hiện giải ngân trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ và các địa phương. Đối với 13 tỉnh tham gia cuộc họp chiều nay đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công trong năm 2023. Kết quả triển khai của quý 1 đều cho thấy rõ những khó khăn vướng mắc từ cách làm cho đến pháp lý. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương phải chủ động đi trước một bước cho công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh để tạo thuận lợi cho triển khai các dự án. Đối với các bộ ngành phải sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chương trình phục hồi kinh tế, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.